Rồi, xin chào tất cả các em học sinh lớp 7. Như vậy thì trong clip trước thầy đã hướng dẫn xong cho các em ở cái bài 77 rồi đúng không nào? Trong clip hôm nay thầy tiếp tục hướng dẫn cho em ở cái bài 78 các em nhé. Ok. Chúng ta sẽ tiến hành đọc đề và vị hình. Thầy hướng dẫn em chứng minh nhé. Cho tam giác ABC, các cái tia phân giác của góc B và góc C kết nhau ở Y. Tức là thầy sẽ tiến hành vẽ. Ở đây người ta cho tam giác ABC nó là tam giác bình thường, nên chúng ta nên vẽ cái tam giác nó là tam giác nhọn các em nhé. Đọc tới đâu thì vẽ tới đó luôn cho các em dễ dễ hiểu, cho đọc qua một lần thì nó như không em. Ta không biết cách vẽ hình, mà không biết cách vẽ hình thì chắc chắn là không biết cách chứng minh rồi, đúng chưa? Các tia phân giác của góc B và C cách nhau ở Y. Tia phân giác là cái tia nằm giữa và nó chia hai cái góc này, hai góc nhỏ này bằng nhau. Chúng ta nên vẽ như thế, đừng vẽ đây nó lại rối hình. Các em hiểu không? Nhưng mà các em nhớ ký hiệu cho nó chính xác là được. Đây là Y này. Như vậy thì khi đó hai góc này bằng nhau này kìa. Thầy ký hiệu đây góc B1, đây góc B2 đây. Không, hai góc này cũng bằng nhau. Đây góc C1, đây góc C2. Đó. Ký hiệu như thế thì nó đã thể hiện là tia phân giác rồi các em. Qua Y kẻ đường thẳng song song BC. Gọi giao điểm của đường thẳng này với AB và AC theo thứ tự là gì? DE. DB là E. Đây này song song ta nhớ đưa thước này. Đó, đưa thước lên. Đó, các em thấy như nào? Như vậy thì các ở AB đây chính là D và AC này chính là Y. Đó. Các em hiểu chưa nào? Chứng minh rằng DE thì bằng DE thì bằng BD cộng cho CE. Các em thấy chưa nào? Nghĩa là chúng ta chứng minh rằng là DE cái đoạn này này nó sẽ bằng là gì? BD cộng cho CE. Được chưa? Chúng ta nhìn định hình thầy sẽ hướng dẫn này. Như vậy thì bây giờ chúng ta để chứng minh được DE mà bằng BD cộng cho CE thì chúng ta đưa về là chứng minh DE này nó lại bằng DE cộng cho EE. Nghĩa là gì? Chúng ta cần phải chứng minh giùm thầy BD là bằng DE, CE mà bằng EE, thì khi đó DE này nó sẽ bằng là DI cộng cho gì? EE, thì khi đó nó sẽ bằng là BD cộng cho CE. Thì để chứng minh được cái điều đó, nghĩa là bây giờ chúng ta lại chứng minh giùm thầy là BD bằng DI. Chúng ta nhìn đến đây nè. Như vậy thì các em thấy là DI này nó sẽ song song BC, nên các em thấy cái góc này nè, cái góc I1 này nè, các em thấy nè, cái góc I1 nó sẽ bằng góc B1 ở vị trí sau lê trong, mà B1 lại bằng B2. Tại vì BI này là tia phân giác, chứng tỏ B2 này bằng D1. Nên người tam giác BDI là tam giác gì? Là tam giác cong tại D. Nên người ta suy ra được BD sẽ bằng với IC. Xong. Một cái. Được chưa? Tương tự như vậy thì chúng ta cũng có này. Ở đây cái góc I2 ở đây sẽ bằng với góc C2 vì IE song song với BC. Hai góc này bằng nhau. Mà IC1 lại bằng C2, nên chúng ta sẽ suy ra được I2 sẽ bằng với C2. Nên tam giác CEI là tam giác cong tại E. Khi nó là tam giác cong tại E thì chúng ta suy ra CE sẽ bằng với EE. Em hiểu chưa nào? Đó. Như vậy thì ở đây chúng ta có BD mà cộng với CE thì chúng ta đưa về DI, nó sẽ bằng DI cộng với EE. Mà DI cộng với EE thì nó chính là bằng DE, điều phải chứng minh xong. Vậy thôi. Đó, thầy vẫn để hình này để cho em thấy thầy trình bày nhé. Ok, bây giờ thầy sẽ làm ở tam giác này chút. Vì DE song song với BC nên là theo giả thiết, nên chúng ta sẽ suy ra cái góc I1 sẽ bằng với góc B1 ở vị trí này là sau lê trong. Còn ví dụ như bạn nào mà không thích đọc góc I1 thì các em có thể đọc là góc DIB, hoặc là các em có thể đọc là BID. Nó điều biểu thị nó chính là góc
I1 được chưa nào? Bây giờ các em đã biết cách đọc chưa nào? Nghĩa là thầy ký hiệu như này để thầy làm cho nó nhanh, còn không là các em ghi đầy đủ ba đỉnh ra đó. Mà ở đây chúng ta có góc B1 thì bằng góc B2, vì BI là tia phân giác của cái góc B thôi, được chưa nào? Đó, ở đây chúng ta ký hiệu đây là 1 đi, đây là 2. Từ 1 và 2 chúng ta suy ra là gì? I1 sẽ bằng với B2. Khi 1 bằng 2 chúng ta suy ra tam giác này, tam giác cong đó. Nên chúng ta suy ra cái tam giác BDI cong tại đâu em? Cong tại D. Từ đó chúng ta cũng suy ra được BD sẽ bằng với DI. Ta ký hiệu thầy ở đây là 1 sao đi, được chưa? Tương tự như vậy, bây giờ thầy sẽ đẩy lên và thầy sẽ làm ở cái phía bên đây và làm tương tự. Chúng ta cần phải vẽ hình ra để chúng ta thấy nhé. Trình bày tương tự em, vì EI song song với lại BC theo giả thiết không, nên ta suy ra I2 sẽ bằng với góc C1 vị trí so lề trong. Ta nhìn ở đó để chúng ta trình bày thôi. Ta ký hiệu đây là 3, mà cái góc C1 lại bằng góc C2, vì CI là tia phân giác của góc C, phải không nào? Thầy ký hiệu đây là 4, được chưa? Từ 3 và 4 chúng ta suy ra I2 sẽ bằng với C2. Khi I2 bằng với C2 nên thầy suy ra cái tam giác CEI cong tại Y. Khi nó đã là cong tại Y rồi nên chúng ta sẽ suy ra CE sẽ bằng với EI, ha? Có được không nào? Đó, ở đây chúng ta ký hiệu thầy là 2 sao. Từ 1 sao và 2 sao, ha? Chúng ta suy ra như vậy BD cộng với CI thì phải, khi đó chúng ta thế bằng là DI cộng với EI và bằng là DI. Vậy DI bằng BD cộng với CI. Đập phải con mũi các em, điều phải chứng minh đó. Bài 78 này rất là hay đó nghe em ha. Trong quá trình học thì các em thấy cảm thấy hay và dễ hiểu thì nhớ click quảng cáo, đăng ký kênh và đăng ký khóa học online để ủng hộ thầy các em nhé. Trường nó có 200k mà cả một quyển sách này thầy quay cả đài cả hình thì nó rất là xứng đáng em ạ. Thầy nghĩ là như thế, rất xứng đáng với công sức của thầy đã bỏ ra cho các em. Được chưa nào? Ok, chúng ta đi sang bài 79 em nhé. Được chưa? Rồi, 79 nha. Ta là bài 79 em. Cho đường tròn tâm O, đường kính AB, gọi M là một điểm nằm trên đường tròn, tính số đo của góc AMB. Đó. Bây giờ thầy sẽ dùng công 3 để thầy vẽ cái đường tròn nha. Công 3 thầy mua 14 tỷ tương ứng 14.000 đồng Việt Nam đồng. Các bạn nào muốn sử dụng cái này không? Tới nhà thầy, thầy sẽ tặng. Thầy sẽ tặng cho người nào đến nhà thầy nhanh nhất. Thôi thầy giờ thầy dạy trên mạng nhưng mà cũng chưa có học sinh nào đến nhà thầy em.
Thầy cũng rất muốn để nhìn thấy ngay các gương mặt của các em học thầy ở trên mạng. Thực sự là như vậy. Rồi, đó, thấy chưa nè. Tâm ô này. Được chưa? Đường kính là cái đường đi qua tâm nha. Và nó gấp đôi bán kính. Như vậy thì cái đường kính AB thì đi qua tâm O đây nha. Thầy vẽ nằm ngang như này nó dễ nhìn nha. Đó. Ok. Như vậy đây chính là A và đây chính là B. Như vậy thì bán kính thì nó bằng nhau, nghĩa là OA và OB này chính là bán kính. Như vậy hai cái đoạn này bằng nhau nè em này. Bây giờ thầy lấy một điểm M tùy ý ở trên đường tròn. Thì trên đường tròn này các em có thể lấy ở đây, ở đây, ở đây, ở đây, bất kỳ. Chúng ta muốn lấy chỗ nào cũng được các em. Nhưng mà thì lấy ở đây chỗ này đi. Điểm M bất kỳ. Người ta yêu cầu các em tính số đo của góc AMB. Và cái bài này nó vận dụng ở năm trong năm học lớp 9 rất là nhiều các em. Các em nhớ giúp thầy nhé. Nhớ là năm học lớp, thậm chí lớp 8 và lớp 9 luôn. Vận dụng kiến thức của bài này rất là nhiều. Đó, các em nhớ như vậy. Ok. Người ta yêu cầu các em tính cái số đo của cái góc này. Đó. Bây giờ để mà tính được số đo của góc này thì chúng ta sẽ nối M với O lại nha các em nhé. Thầy nối M với O. Thầy ký hiệu ở đây là góc M1 và góc M2. Nghĩa là gì? Để tính được góc số đo của góc AMB thì các em phải tính được góc M1 nghĩa là góc AMO và góc BMO, hai góc này cộng lại nghĩa là góc M1 cộng góc M2 cộng lại thì nó ra được cái góc M tổng ở đây, nghĩa là cái góc AMB chúng ta cần tính ở đây. Các em hiểu chưa nào? Bây giờ các em nhìn trên hình thầy hướng dẫn này. Các em nhìn trên đây nè. Nhìn trên hình nè. Ở đây các em thấy này, khi chúng ta nói OM thì cái anh OM này cũng chính là bán kính các em. Nghĩa là gì? Anh này bằng anh này. Có phải không? Nghĩa là OA thì bằng OM. Nên cái tam giác AOM là tam giác cong tại O. Có đúng chưa nào? Nó là tam giác cong tại O. Nên ta suy ra góc M1 này sẽ bằng góc A. Hai góc này sẽ bằng nhau. Tại nó là tam giác cong. Tương tự như vậy thì chúng ta sẽ có OB thì bằng OM. Đúng chưa nào? Nên tam giác BOM nó sẽ là cong tại O. Nên cái góc B này này, cái này, cái góc B này nó sẽ bằng với cái góc M2 ở đây. Có đúng chưa? Đó. Mà bây giờ chúng ta có là trong cái tam giác AMB ta có góc A cộng góc M, nghĩa là cộng góc AMB đó các em, cộng với góc B thì bằng 180 độ. Trong khi đó góc A thì bằng góc M1, góc B lại bằng góc M2. Sau đó các em sẽ thế vô và chúng ta sẽ tính ra được cái góc AMB, nghĩa là góc M này bằng tổng hai góc này cộng lại này. Đó. Ok, cái cách lập luận mà chúng ta trình bày là như vậy. Bây giờ chúng ta bước đầu tiên chúng ta sẽ nói OM. Được chưa? Khi đó chúng ta chỉ có như các em đã có OA thì bằng OM ha. Ở đây chính là bán kính đường tròn. Tâm O. Ha. Nên cái tam giác OAM cong tại O. Khi nó đã là cong tại O rồi nên chúng ta sẽ suy ra góc A sẽ bằng góc M1 ha. Tính chất của tam giác cong ta ký hiệu thầy đây là 1. Em có hiểu nè. Chúng ta lập luận tương tự đối với cái tam giác phía bên đây, nghĩa là OB sẽ bằng OM nên suy ra tam giác là cong và góc này bằng góc này. Được chưa? Ta có OB thì bằng OM, bán kính đường tròn tâm O. Nên cái tam giác OBM cong tại O, nên ta suy ra góc B sẽ bằng góc M2. Tính chất của tam giác cong ta ký hiệu đây là 2. Có được chưa? Tới cái đoạn này các em đã hiểu chưa nào?
Bây giờ chúng ta sẽ lập luận trong cái tam giác AMB có phải chúng ta có góc A cộng góc AMB cộng góc B sẽ bằng 180 độ, có đúng chưa nào? Đó. Ok, nên chúng ta sẽ suy ra cái góc A cộng mà AMB, cái góc AMB này chính là góc M tổng này, nghĩa là bằng góc M1 cộng góc M2. Thay thế cái AMB này bởi góc M1 cộng góc M2 cộng với góc B sẽ bằng 180 độ. Trong khi đó, cái góc A này chúng ta là có gì em? Ở đây chúng ta ký hiệu đây là 3 đây. Nhá. Từ 1 2 3 ta có cái góc A này thầy sẽ thế bởi góc M1. Ở đây M1 cộng M2 cứ ghi lại. Góc B này tiếp tục thầy sẽ thế bởi góc M2 bằng 180 độ. Như vậy thì đây là hai góc M1 cộng hai góc M2 sẽ bằng 180 độ. Nên thầy đặt hai ra chung. Nó còn lại M1 cộng M2. Mà cái góc M1 cộng góc M2 thì nó chính bằng góc AMB. Ở đây chúng ta ký hiệu đây là 4 và đây là 5 đi. Từ 4 và 5 chúng ta sẽ suy ra, như vậy hai này cộng lại là bằng cái này, thầy suy ra 2 nhân cho góc AMB sẽ bằng 180 độ. Nên từ đây chúng ta suy ra góc AMB sẽ bằng 180 độ chia cho 2 sẽ bằng 90 độ, nghĩa là cái góc này là góc vuông nha. Vậy cái góc AMB nó sẽ bằng 90 độ. Được chưa? Thầy cảm thấy hay không? Bài này rất là hay đúng không? Thầy nói luôn là cái bài này nó vận dụng ở năm học lớp 8 đến lớp 9 rất là nhiều nha. Trên một đường tròn tâm O mà có cái đường kính đi qua thì một cái điểm bất kỳ khi chúng ta nối lại thì đó chính là cái tam giác vuông. Cái góc đó sẽ là góc vuông. Ngay chỗ đây là góc vuông nha. Và chúng ta vừa mới chứng minh được nó là góc vuông nha. Thầy nhìn một xíu đi. Nhớ đăng ký vào khóa học online của thầy các em nhé. Và nhớ vào đăng ký vào cái kênh luôn của thầy và nhấn vào cái chuông các em nhé, để nhận được những video mới nhất từ cái kênh của thầy. Các em yên tâm đi, kênh của thầy khá đầy đủ đó các em, cả toán, cả lý, cả hóa, cả sinh. Sách giáo khoa thì miễn phí rồi, còn sách bài tập thì các em có điều kiện thì đăng ký thôi, còn có điều kiện thì thôi nhé. Ok, tới đây thì thầy xin tạm dừng. Trong clip tiếp theo thầy sẽ quay ở định lý Pythagore. Còn ở cái bài 80 và 81 thì thầy sẽ up ở trên kênh không công khai các em nhé. Nên các em muốn mà nhận đầy đủ thì bắt buộc chúng ta phải đăng ký vào khóa học online. Ok, xin chào và gặp lại các em trong các clip tiếp theo nha.